Dạ. Thì đầu tiên các anh chị phải hiểu được như này, đồ quản lý từ xa nữa đúng không ạ? Những cái anh chị mà những cái đứa mà nó mới lớn, những cái đứa trẻ mới lớn, khi mà người ta, em hỏi tất cả các anh chị ở đây nè, các anh chị ở đây đó mà các anh chị đang được ngồi ở trong Zoom này, trong môi trường câu lạc bộ, các anh chị đang được cái môi trường rèn luyện cho các anh chị rất tốt đúng không ạ? Rèn luyện bản thân cho anh chị rất tốt. Nhưng mà cho em hỏi các anh chị nè, anh chị có quản lý được cái thân của mình không? Có những lúc các anh chị vẫn lười, có những lúc các anh chị vẫn muốn ngủ, có những lúc các anh chị chỉ muốn xem phim thôi, không có thích học, không có thích làm. Đấy, thì cái câu hỏi đặt ra rằng là cái đứa nhân viên của mình nó không được rèn luyện bài bản, nó cũng không được đào tạo một cách bài bản, nó không có một cái môi trường để mà kỷ luật cho nó, thì liệu rằng là nó có thể là gì, mình có thể quản lý cho nó một cách kỷ luật để mà nó có thể bán hàng cho mình hay không, mà đặc biệt là còn từ xa nữa nha chị nhé. Nên nói về cái khâu quản lý như thế này, để mà thật sự là quản lý tốt, nó là một cái sự chưa hề dễ dàng. Đó là cái điều đầu tiên ha. Và cái thứ hai nữa mà chị phải nhớ rằng là gì ạ? Nó liên quan đến tư duy lãnh đạo. Liên quan tới tư duy lãnh đạo các anh chị ha. Nó có hai cái loại lãnh đạo, đó chính là gì ạ? Lãnh đạo không chức danh và lãnh đạo có chức danh. Và hiện tại á, chị Thắm đang là cái người lãnh đạo có chức danh. Có nghĩa là chức danh của bà chủ, tôi là bà chủ. Nên là các bạn phải nghe theo tôi, các bạn phải làm theo ý của tôi. Nhưng mà khi không có mặt chị thì nó sẽ làm theo cái ý của nó. Nó không có cãi chị đâu, nhưng mà nó không làm theo chị, được không ạ? Và cái điều thứ hai nó liên quan đến chính là gì ạ? Là lãnh đạo không chức danh. Như bản thân của Theo thì sinh ra và lớn lên Theo không có một cái chức danh nào cả. Nhưng mà hiện tại các anh chị nhìn thấy không ạ? Theo có nguyên một cái đội ngũ anh chị, cộng sự, đối tác rất là yêu thương, quý mến, sẵn sàng làm theo những gì mình nói. Anh chị công nhận không? Những anh chị ngồi đây nè, tại sao các anh chị lại nghe theo em ạ? Mặc dù em đâu phải là ai đâu, phải không phải là ai trong gia đình các anh chị cả, đúng không ạ? Bởi vì đầu tiên các anh chị ngưỡng mộ Theo, các anh chị làm theo chiến lược của Theo, làm theo những gì mà Theo chỉ bảo cho các anh chị. Anh chị ngồi lắng nghe Theo nói là bởi vì Theo đang là cái người cấp độ lãnh đạo số 3. Bởi vì Theo là cái người làm gương, Theo đã làm được cái thứ mà các anh chị đang muốn làm, Theo đã làm được cái thứ mà các anh chị đang muốn có, Theo đã có được cái thứ mà các anh chị muốn có, Theo đã đi qua được cái hành trình đó, và Theo đã làm xuất sắc điều đấy. Nên là khiến cho các anh chị tin tưởng, yêu thương, quý mến và muốn học theo Theo, ngưỡng mộ cái con người này, đúng không ạ? Anh chị yêu quý, anh chị ngưỡng mộ, anh chị muốn follow, anh chị muốn sao chép. Đó là cái cấp độ lãnh đạo số 3, đúng không ạ các anh chị ơi? Đấy. Và anh chị hiểu mà, nếu như các anh chị ở đây, anh chị giúp cho 100 anh chị có mặt trong cái Zoom sáng này, chịu vào Zoom sáng này, thức dậy sớm vô đây để làm những cái quy trình, để làm những cái thói quen thành công, thì em nhìn anh chị có cấp độ lãnh đạo số 3 rồi đó. Một cái người xa lạ, không biết bạn là ai, nhưng mà sẵn sàng thức dậy sớm, từ bỏ một cái giấc ngủ ngon, từ bỏ cái sự sung sướng, cái việc ôm chồng, ôm con, ôm vợ, để vào đây làm quy trình để mà thay đổi vì cùng với các anh chị. Thì có phải anh chị là người có tầm ảnh hưởng không? Các anh chị phải là người lãnh đạo xuất sắc không? Đó là người lãnh đạo ở cấp độ số 3. Thì chị muốn quản lý cái đội ngũ nhân viên này á, thì cho em hỏi chị Thắm là chị ở cái cấp độ lãnh đạo này chưa? Nếu mà chưa thì chị lãnh đạo theo chức danh thì nó không hề dễ dàng, đúng không ạ? Còn nếu như mà chị muốn lãnh đạo theo chức danh, có chức danh, thì chị phải trở thành một cái người, một cái bà chủ yêu quý nhân viên của mình. Chỉ có một con đường thôi, là chị phải trở thành một cái người mà cho cái bạn nhân viên của chị, họ phải ngưỡng mộ chị. Chị phải là ai, chị phải là như thế nào để họ phải ngưỡng mộ chị, họ trung thành, họ ngưỡng mộ, họ yêu quý mình, họ nghe theo mình không phải là vì cái chức danh của mình, mà họ nghe theo mình vì họ yêu mình, họ quý mến mình, để mà họ muốn phụng sự, họ muốn giúp đỡ, họ muốn công việc kinh doanh của chị nó thành công, nó phát triển và mang lại cái doanh thu lợi nhuận cho chị tốt hơn. Và nếu như chị làm được điều đó thì chị sẽ không phải áp lực, không phải mệt mỏi trong cái việc mà quản lý. Tại vì con người á, họ không có thích bị ép để làm một cái gì đó. Các anh chị nhá. Nên rằng là nếu như mà chị lãnh đạo, quản lý nhân viên theo cái cách là gì ạ? Có chức danh nhưng mà nhân viên họ không có làm cho họ ngưỡng mộ chị, không có làm cho họ yêu quý chị, thì thật sự đó là một cái việc không hề dễ dàng. Nên là chỉ có một cách thôi, là chị hãy yêu quý họ,
Hãy yêu quý họ như là những đứa con của mình. Và đây là một sự hợp tác win-win. Và hãy trả cho họ một cái, nếu như họ làm được việc thì hãy trả cho họ một cái mức lương cao hơn để họ có thể trung thành ở lại. Vì một bà chủ khôn ngoan, một bà chủ tài giỏi và có một tình yêu thương rộng lượng, yêu thương tốt và tạo được mọi điều kiện để cho họ có thể làm việc, thì họ sẽ, chị yêu quý họ trước, chắc chắn họ sẽ yêu quý chị, họ sẽ trung thành với mình, họ sẽ muốn làm việc cho chị, họ muốn mang tiền về cho bạn. Anh chị công nhận không? Thì sẽ có một cách như thế. Còn không thì